Hello, xin chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Trung The Channel và mình là Hoàng Đình Trung. Chúng ta hôm nay sẽ quay trở lại với series về vlog tập. Và cụ thể lần này mình đã đổi giáo án sang dạng tập trung nhiều hơn vào hypertrophy và với tần suất cao. Tần suất cao là như nào? Các bạn có thể xem lại cái video số đầu tiên của mình. Và đây là buổi thứ hai, các bạn có thể xem qua cái giáo án mình để trên màn hình như này. Và chúng ta cùng đi vào tập luyện nhé. Buổi thứ hai này thì bài đầu tiên mình chọn đấy là bài front squat. Nếu như bạn nào tập theo giáo án mình đang tập ấy, thì các bạn có thể lựa chọn một cái biến thể squat khác, có thể là barbell squat, zero squat hoặc là squat cả thanh safety bar. Đấy là phụ thuộc vào cái thói quen và cái sở thích của các bạn thôi. Với bài này mình đã tập vào hiệp chính với mức tạ là 62 cân. Với 4 hiệp, 3 hiệp đầu mình sẽ tập với số rep là 8 rep và hiệp cuối mình sẽ tập với số rep là trên 10 hoặc bằng 10. Thì trong buổi hôm nay mình sẽ chỉ tập được 10 rep thôi. Và với kinh nghiệm của mình ý, thì có một số lưu ý trong bài front squat này. Là đầu tiên, cái phần bàn chân của bạn, bạn phải luôn luôn cảm nhận được phần gót và phần ngón chân cái ở trên mặt đất. Thì cái việc này nó sẽ giúp cho bạn ổn định được cái vùng xương chậu hơn, và từ đó vùng cổ của bạn nó sẽ hoạt động tốt hơn. Và khi so sánh kỹ thuật front squat bây giờ của mình và kỹ thuật cách đây vài năm, thì hiện tại trong bài này mình cảm nhận rất rõ vùng cơ bụng nó đang làm việc. Và thậm chí là khi về nhà trong buổi hôm nay, sau buổi hôm nay, thì vùng cơ bụng của mình nó khá là căng. Còn với cái kỹ thuật ngày xưa mình tập ý, thì cái vùng căng sẽ là vùng lưng dưới. Và mình không muốn cái vùng lưng dưới nó bị căng đối với cá nhân của mình. Tiếp theo cái bài này, cái khó nó sẽ là ở cái vị trí tay cầm. Bạn hãy luôn lưu ý là phần cùi chỏ sẽ luôn luôn hướng lên trên trời. Có nghĩa mình giữ được cái độ cao của cùi chỏ nó luôn luôn cao. Như vậy sẽ giữ được cái thân nó thẳng, nó không bị đổ về trước. Còn nếu như bạn nào có vấn đề linh hoạt cổ tay hay là linh hoạt với vai, mình có thể dùng các biến thể khác như là vắt chéo hai tay qua cái thanh barbell hoặc là dùng thêm dây strap. Đối với các bạn mà tập squat để tạ sau lưng ý, mà bị đau lưng thì nên cân nhắc chuyển sang cái biến thể front squat này. Ở biến thể này, cái áp lực lên lưng dưới bạn sẽ giảm đi rất là nhiều và người bạn thẳng hơn rất là nhiều luôn. Tiếp theo là bài dumbbell bend hay để tạ đơn ngực. Các bạn lưu ý nhé, các bạn nên lấy tạ ra như cái cách của mình ý, là để tạ trên ghế sau đó để lên đùi. Việc các bạn nếu mà để tạ dưới đất và cúi xuống bê lên ý, nó có thể gây áp lực không mong muốn lên cái vùng lưng dưới của bạn. Và mình đã gặp rất nhiều trường hợp tập cái bài đẩy ngực này mà bị đau lưng dưới hay chấn thương vùng lưng dưới luôn, là do các bạn nhấc tạ nó không được tốt. Ở bài này mình thực hiện mức tạ là 30 cân, 2 hiệp đầu là 10 rep, hiệp thứ 3 là 12 rep. Và bạn để ý nhé, mình để thêm một cái tấm đệm cao su dưới chân nữa để làm gì? Để cho cái vùng chân của mình nó cao hơn một chút. Cái việc này sẽ giúp cho cái lưng dưới của mình nó đỡ bị cong hơn, đỡ bị áp lực lên cái vùng lưng dưới hơn, và nó cũng tạo độ chắc chắn cho vùng thân dưới trong cái bài đẩy ngang này. Cái mẹo cho bài này đấy là lúc đẩy lên ấy, các bạn hãy tưởng tượng là mình ấn phần lưng trên xuống dưới cái ghế. Bài thứ ba là một biến thể hip hinge. Thì ở biến thể này mình chọn cái bài kickstand deadlift. Và với cái bài tập kickstand deadlift này, cái áp lực lên một vùng chân của mình nó sẽ ngang bằng với cả khi mình tập cái bài Romania deadlift, nhưng áp lực lên cái vùng lưng dưới nó sẽ giảm đi một nửa. Và sau khi mình tập squat ở đầu buổi rồi, mình sẽ không muốn là áp lực lên cái vùng lưng dưới này nhiều nữa. Thế nên đây là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời. Nếu các bạn không thích cái bài này, có thể chuyển sang cái bài khác là single leg deadlift hoặc là Romania deadlift. Cái việc lựa chọn bài tập nó sẽ rất là cá nhân, nó phụ thuộc vào cái thể trạng của bạn, phụ thuộc vào cái sở thích của bạn, phụ thuộc vào cái đồ tập trong phòng tập của bạn nó có đáp ứng được không. Và một cái lưu ý khi thực hiện những bài dạng Romania deadlift hay những bài deadlift ý, là cái phần gối của bạn nếu như nó gập càng nhiều thì nó sẽ vào mông càng nhiều, còn nếu như phần gối của bạn nó càng thẳng thì nó sẽ ưu tiên vào phần đùi sau nhiều hơn. Và cụ thể là nếu bạn muốn tập trung vào mông nhiều hơn ý, thì gối bạn sẽ gập khoảng từ 15 đến 30 độ. Còn nếu như bạn tập trung vào phần đùi sau nhiều hơn thì cái chân trụ ý, gối của bạn sẽ gập khoảng 15 độ hoặc là dưới 15 độ. Và cái mẹo này cũng thể áp dụng cho một số bài khác như là stiff leg deadlift hoặc là bài hip extension. Và như bạn thấy ở bài này mình gập gối khá nhiều tại vì mình bắt đầu từ điểm nó khá là thấp và mình sẽ muốn tập trung vào vùng mông này nhiều hơn. Bài này mình tập 3 set, 2 set đầu là 10 cái, set thứ 3 là 12 cái. Thì mình tập bài này mức tạ hiện tại là 45 cân thôi, cũng khá là nhẹ, có thể
tuần sau mình đăng lên thêm. Bài thứ ba là bài One Arm Lap Moon Down. Các bạn nếu đã xem vlog cũ của mình rất là yêu thích cái bài này. Thì mình không đặt ghế nữa, tại vì khi kéo ghế ra setup hơi mất thời gian. Mình chọn biến thể quỳ nhảy luôn. Thì với biến thể quỳ nhảy, tay mình sẽ giơ lên một góc khoảng 120 độ. Thì với góc 120 độ này nó sẽ rất tốt cho cái vùng cơ sô, cụ thể hơn là vùng cơ sô có điểm bám ở gần vùng xương chậu. Hai bài cuối sẽ là hai bài chân dạng isolate tập với máy. Bài đầu tiên là mình tập với máy Lacker, cụ thể đây là chuyển động gập gối. Thì mình tập 2 hiệp thôi. Cái bài sau là bài leg extension, nó duỗi gối, cũng tập một chân, cũng 2 hiệp. Với bài Lacker này có một cái mẹo, nếu mà bạn tập một chân, bạn nhấc hẳn cái gối khỏi cái mặt phẳng của máy tập. Thì việc nhấc gối của mặt phẳng máy tập nhảy, nó sẽ giúp cho bạn đỡ bị cong cái phần lưng hơn khi mà mình gập gối lên. Nếu như bạn để ý, khi mà tập bài này, rất nhiều người tập sẽ bị một là nhấc phần mông lên và bị cong phần lưng dưới. Cái điều ấy là không tốt. Tiếp theo là bài leg extension. Bài này là bài rất tốt để chúng ta tập toàn bộ vùng cơ đùi trước ở cái vị trí mà tất cả nhóm cơ nó co ngắn nhất. Hay nói cách khác, ở bài này khi nhóm cơ đùi trước co ngắn nhất thì nó sẽ chịu cái tải nặng nhất. Nó sẽ ngược lại với các bài như là leg press hay là squat hay là hack squat. Ở những bài đấy, các nhóm cơ đùi trước sẽ chịu tải lớn nhất khi mà nó kéo dài nhất, giãn nhất. Rồi, buổi tối nay mình kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Và một lần nữa mình xin giới thiệu là hiện tại team của mình đang thực hiện cái tập san hàng tháng để tổng hợp các nghiên cứu và kiến thức chuyên môn chung trong lĩnh vực fitness. Nếu bạn nào quan tâm thì có thể xem đường link ở dưới phần miêu tả. Xin chào và hẹn gặp lại.